Xin chào mọi người đã lên kế hoạch gì để mà chúng ta dẫn bạn bè đi ăn vào ngày cuối tuần hay chưa? Hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trong những món khoái khẩu của Khang, đó là bánh tráng thịt heo. Nào chúng ta hãy cùng bước vào quán này trong chương trình Quán Lạ Thành Quen để cùng gặp gỡ xem ai là chủ nhân của cái món ăn này các bạn nhé. Xin mời. Dạ nha, Lê Trân xin chào ạ. Ô, em là chủ quán này hả? Dạ không ạ, chủ quán này là Đông Kiều ạ. Em là quản lý ở quán này ạ. Em là quản lý ạ? Dạ. Cái đây là menu của quán hả? Dạ vâng ạ, đây là thực đơn của quán em ạ. Bao gồm bún mắm nêm, bánh tráng cá đục hấp, bánh tráng thịt heo, rau tôm xong và mì quảng ếch ạ. Hình như là những món ăn này là của Đà Nẵng đúng không? Dạ vâng ạ. Rất là ngon luôn. Bên đây chắc quán ăn luôn hả? Dạ, đây là hình ảnh của những người nghệ sĩ nổi tiếng đã từng ghé tới quán em ạ. Wow. Đây, anh thấy ở đây có Công Phượng nè, người phán xử nè. Dạ. Hình như còn có, đây Đông Triều nè, Đông Triều. Dạ vâng, đây là ông bầu của tập đoàn Độc Tôn Long An ạ. Dạ, đây là ông bầu Nguyễn Thanh Hải. Hầu hết là đều là các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai ha. Dạ vâng ạ. Cái không gian ở đây các bạn thấy không? Nó được trang trí có đèn lồng nè, gợi nhớ đến hình ảnh của Hội An. Ngay cả cái nước sơn này nữa, mọi người nhìn thấy nè, nó cũng rất là đặc trưng, nhìn rất là Hội An luôn. Bây giờ không biết là ở phía trên lầu thì có không gian nó như thế nào, em dẫn anh lên lầu nha. Dạ. Ở trên đây có vẻ là có máy lạnh ha. Dạ. Đẹp quá. Hello anh. Chiều đây, hello em. Dạ, giờ đây là chiều quá đúng chiều ạ. Rồi, anh cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn anh. Em đang làm gì đây Triều? Em chuẩn bị em chiên ram tôm cho khách anh. Trời ơi, hôm nay được đích thân ông chủ chiên món này luôn. Dạ. Đây là khu không gian bếp của mình đúng không? Dạ, mời anh vô tham quan bếp. Đây cho anh vô cái coi. Đây quý vị, em đã tràn vô ở trong quán. Cái khu này chắc là bình thường không có khách nào được vô đây đúng không? Dạ đúng rồi. Bánh tráng thịt heo. Dạ. Với lại ram đúng không em? Ram tôm xong. Rồi bây giờ thì em làm đi. Dạ em bây giờ em đang chờ dầu nó sôi rồi em sẽ chiên ra. Quý vị biết cái món này là Khang đi đến Đà Nẵng là anh rất là thích cái nguồn nguyên liệu. Em có gì đặc biệt hay không? Em lấy ở đâu em? Rau và thịt thì em nhập từ ngoài Quảng Nam vô, ngay cả mắm. Còn những nguyên liệu như ớt và tỏi thì có thể mua ở đây. Tại sao em không lấy nguyên liệu ngay tại thành phố Hồ Chí Minh mà em phải nhập từ Quảng Nam? Nguyên liệu tại thành phố Hồ Chí Minh thì nó không có mang cái hương vị. Thịt heo ở trong này nó không có thơm, cái mùi heo quê hay là... Đây là người ta sẽ cảm nhận được đúng hương vị. Dạ. Còn cái ram này là mình cuốn ở đây luôn đúng không? Dạ đúng rồi, tôm này là tôm sông. Ừ. Những con tôm bắt xong thì ngoài quê gửi vô đây thì mình cuốn. Còn mắt tôm và đậu hành. Cái ram này là một ngày là mình cứ cuốn trước khi nào khách ăn mình mới chiên lên. Dạ đúng rồi, cái này mình phải cuốn sẵn. Lý do vì sao em lại quyết định là mang cái món Quảng Nam này vào trong thành phố Hồ Chí Minh? Em cũng may mắn là em đi cũng nhiều nơi á. Ừ. Thì em thưởng thức cái nền văn hóa ẩm thực của nhiều nước và nhiều khu vực trong nước mình rất là nhiều. Thì những món quảng của em thì em rất tự hào về cái đặc sắc quê hương của em. Quê hương của mình luôn đúng không? Thì anh thấy thường là cầu thủ ít khi nào biết nấu ăn. Em đam mê nên em tự học nấu ăn hay là có một cái lý do nào khác mà em quyết định mở quán ăn? Em có một cái quán ở ngoài Đà Nẵng rồi. Cho nên là ở ngoài đó bán rất là ok và thành công nên em tự tin để vô đây em làm. Còn những món này từ nhỏ ở quê là cũng biết làm hết rồi. Nhỏ là Triều ở quê là có tự làm đồ ăn không? Dạ, những món này thì ở quê tự làm được. Tự làm được luôn đúng những không? Những món khác thì nấu được. Tại vì những này cũng đơn giản. Cái món này nó có một cái đặc trưng á, là anh nhớ là phải có cái mắm nêm đúng không? Dạ đúng cái rồi. Cái mắm nêm này là mình lấy ở đâu Triều? Dạ mắm nêm là lấy ở ngoài quê và chỉ vợ em làm. Trời ơi, không lấy cái đuôi đũa dài hồi nó văng một cái là tàn phai nhan sắc. Dạ không sao đâu anh. Nè các bạn ơi, trong lúc làm cho khách nè. Trời ơi, tôi phát hiện bên đây nè. Đây là cái thố này, món ếch nè. Mì quảng ếch nè, đẹp không? Trang trí rất là dân dã luôn ha. Hồi xưa đó, đã chưa? Văng như phá bông vậy đó. Cái ram này á, ăn thì rất là ngon. Nhưng mà cái công đoạn mà chiên nó cực dễ sợ mọi người. Đây là từ đầu chiên ăn xong rồi phải để cho nó ráo dầu nữa. Mà chiên là dầu phải nhiều thì nó mới ngập mặt được. Trong cái ram này thành phần nó có gì em? Dạ trong này thì có tôm xong nè, đậu hành với lại cái bánh cuốn này là bánh cuốn ở quê. Trong lúc mà em chiên cái này nha, anh mang xuống cho thực khách nha. Hôm nay em sẽ đích thân em sụp phục vụ cho hai thực khách của chúng ta. Hôm nay quán có phục vụ mới nha, bao đẹp nha. Em sẽ được làm phục vụ đây. Rồi bác con, nè hôm nay em phục vụ khách thưởng thức. Tụi em gọi món mì quảng ếch đúng không? Đúng ạ. Bạn nào? Em ạ. Em đúng không?
tranh thủ bắt chuyện hai em cái coi, hai em ăn quán này lần đầu hay là ăn nhiều lần rồi? Dạ lần đầu anh ạ. Lần đầu hả? Dạ. Thế sao em biết quán này? Đường em đi làm. À đường em đi làm. Còn em ăn quán này lần nào chưa? À, dạ em cũng như bạn này thì lần đầu thì à. Em nói là cái phong cách của mình á, trang trí thì nó cũng khá là miền Trung, khá là Hội An. À. À. Em muốn vô thử để biết đâu thì mình có thể ăn được cái món mà bên đó. À. Em thấy cái mắm nêm sao em? Cái vị mắm nêm này nó cũng khá là giống với ngoài quê em rồi. À. Thì ở ngoài Trung thì người ta cũng ăn những cái mắm như này mà đúng không? Em thấy khá là đúng vị. Đi ngang qua quán này á thì em là em muốn thử cái vị của nó cho nên em mới vô ăn thử cái quán này, nhưng mà trước giờ đi ngang qua nhìn thấy nhiều lần chưa? Thực ra thì cũng chưa có nhiều lần đi qua đây lắm. À. Nhưng mà em với bạn này thì hay đi ăn chung với nhau. À. Theo kiểu là những cái quán mà mình chưa ăn thì mình sẽ đi thử. À. Dạ. Thì kiểu là mình là dân thích khám phá những cái quán mới mới đúng không? Đúng rồi. Lạ đúng không? À. Đúng rồi, là em với bạn này là chỉ đi ăn với nhau thôi. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi thưởng thức đi ha. Dạ. Anh không làm phiền. Hôm nay là Khang thử làm cái vai trò là phục vụ. Còn bây giờ thì cái ram nó xong rồi, tràn lên tiếp tục với món tiếp theo. Trời ơi, thiệt là hấp dẫn nha mọi người. Ôi đẹp dễ sợ luôn. Các bạn ơi, Khang thích cái ẩm thực của cái miền Trung á là tại vì sao? Tại vì trang trí nhìn nó mắt mắt lắm. Ngoài chuyện nó có nhiều rau ha, các bạn nhìn nè, tô của nó nè, có nhiều màu nè, màu cam của cà rốt nè, màu tím của củ cải nè, rồi màu xanh của dưa leo, rồi thịt, rồi vân vân. Nhìn vô cái tô là thấy bắt mắt rồi. Hôm nay là Khang nhìn thấy là Triều là rất là chăm chút cho cái chén, cái nước mắm, mọi thứ của mình ha. Dạ. Hai anh em mình vừa ăn vừa cuốn cái mình. Dạ. Hai anh em mình vừa trò chuyện nha. Ok, để em cuốn cho anh nha. Dạ, ok, để được rồi. Anh sẽ chủ động. Trời ơi, mấy món này nó nằm trong tầm tay của anh nha Triều. Anh đi Đà Nẵng rất là nhiều lần mà cũng nó thường hay ăn. Dạ. Mà Khang thích ẩm thực của Đà Nẵng á. Cho các bạn, cái rau nó tươi không? Tươi dễ sợ luôn. À, tất cả những cái nguyên liệu là đa phần là đều cảm ơn Triều. Đa phần là Triều đều nhập vận chuyển từ ngoài quê vào trong đây cho nên là nó rất là quê, ví dụ như rau quê nè, nước chấm cũng quê nè. Ủa em, nhưng mà tại sao em không nhập nước chấm người ta pha sẵn? Con trả lời là tí anh phải ăn thử đi, và là con trả lời để xem nó như thế nào không? Và để trong cái lúc mà kia là anh len lén anh xuống anh giao lưu với lại thực khách rồi. Dạ. Thì các bạn ấy có nói danh là cái vị nó rất là giống như miền quê của các bạn, nhưng mà để chút anh thử coi nó như thế nào. Ngày nhỏ thì mẹ em có hay làm những món này cho em ăn không Triều? Cái món bánh tráng thịt heo này á, mà ở quê á, một cái món gọi như ăn thay cơm. Đã có nghĩa là những mà khách phương xa về quê hay là những khách mà đi tiếp khách á, đây là cái món chủ đạo để tiếp khách. Chủ đạo cho ăn nào. Cho nên là cái món này rất là thân quen và thân thuộc. Bây giờ em xin phép quý vị em thử coi cái vị nó như thế nào nha, để coi cái nước chấm nó ngon hay không. Ăn cái gì cũng vậy, nước chấm nó quan trọng. Cái nước chấm này nó rất là sao nhỉ? rất là giống như Giang ăn Đà Nẵng luôn. Tại vì anh ăn nước chấm ở trong đây rồi anh thấy nó bị pha. Dạ. Nhưng mà cái vị này thì đúng Đà Nẵng luôn. Anh sẽ bỏ thêm ớt, chanh, tỏi. Ngon nha quý vị. Ngon. Cái này là mỗi một lần như vậy là giờ em sẽ pha và nhìn chuyển lại. Mắm này làm rất là cầu kỳ. Nó từ bốn loại mắm pha với nhau và để ra một cái công thức mắm chuẩn, như là bốn loại và nói chung là chỉ có vợ em pha, còn em pha cũng không được. Nếu vậy á thì vợ em sẽ rất là vất vả trong cái việc phải pha thường xuyên mà gửi vào đây hả? Dạ. Mắm thì có thể vận chuyển vô đây, pha xong vận chuyển vô thì bây giờ đơn giản mà máy bay hay là xe thì cũng mấy cái món ăn này á là cái công thức á là vợ vận chuyển vô hay sao, hay là em tự em nói chung là nghĩ ra những cái món này thì vợ em làm được, thì những cái món đơn giản như luộc thịt hay rau thì bếp có thể làm, làm tôm thì bếp có thể chiên luôn. Còn vợ em chỉ làm mắm thôi. Nhưng mà anh hỏi nè, rồi tự nhiên đang đi làm cầu thủ ngon lành như vậy mà tự nhiên cái mở quán ăn nè, mở nhà hàng vậy. Cầu thủ đang ngon, bây giờ mình làm nhà hàng ngon hơn. Ờ vậy hả? Không, ấy ngon hơn có nghĩa là mình đang ngon rồi mình bản thân mình ngon hơn. À. Chứ không phải là làm nhà hàng nó ngon hơn. Cực lắm nha. Như vậy thì em vẫn đi đá bóng bình thường. Dạ em vẫn đang đá. Ở đây một cũng đi. Dạ. Ở đây thì có khách hay là lâu lâu em ghé lên quán, còn quán thì đang hoạt động đó, nó cứ hoạt động bình thường. Cái quán này chắc là cũng nơi tụ tập của rất là nhiều cầu thủ cùng lứa với em đúng không? Dạ đúng rồi, cầu thủ, anh em cầu thủ ăn đây nhiều lắm. Thường là anh em bay vào Sài Gòn để đá trong sắm nước. Thì cũng qua đây ăn. Dạ. Để dạo anh thử cái món này coi. Cái món
Ram, hồi nãy em ram em chiên cho anh, cho anh thử nè. Dạ. Cũng có thể mình cuốn theo với lâu cũng được anh. Ê, cuốn được. Dạ. Đang thành công với cái quán ở Đà Nẵng, tại sao em không mở phát triển nguyên một cái thương hiệu chuỗi DT5 Đông Triều số 5 ở tràn khắp Đà Nẵng với Quảng Nam luôn mà lại vô Sài Gòn mở? Ẩm thực xứ Quảng thì ở Đà Nẵng gọi như là cái địa phương chính gốc luôn. Những nhà hàng như kiểu như em á thì rất là nhiều. Nó bị bão hòa. Một thương hiệu như em mới đi ra thì cũng không thể cạnh tranh những thương hiệu lớn như ngoài đó được. Và em muốn đi đường vòng. Chiến lược của em sẽ đi đường vòng, xong khi mạnh mẽ em sẽ đánh về Đà Nẵng. Khi mà em mở cái quán này ra thì có gì khó khăn Triều? Em mở là lúc đợt dịch đầu tiên. Đợt dịch đầu tiên chưa hết là em đã thuê mặt bằng. Trong lúc dịch đó thì em thi công cái công trình này. Vừa hết dịch là em vừa khai trương. Em đi tìm cái mặt bằng này có khó không? Và cái cơ duyên em tìm cái mặt bằng này như thế nào? Khi mà em quyết định làm quán đi ngang qua thấy người ta thuê mặt bằng. Đang cho thuê mặt bằng. Dạ, vô thuê một cái đi lúc như là cái duyên nó rất là nhanh. Mình chọn cái địa điểm này là vì sao? Tại sao em không chọn ở quận nhất? Dạ. Hay là quận 3? Cái khu trung tâm mà em lại chọn một cái khu sân bay mà anh thấy cái con đường này là con đường một chiều nữa chứ? Nếu mà thuê một mặt bằng ở quận nhất, quận 3 thì cái điều kiện kinh tế của mình lúc đó không đủ. Nói thẳng là vì làm gì phải có cái vốn, nhưng mà cái vốn đó em không đủ để thuê một bằng quận nhất. Em có cổ đông mà. Đã nằm ở đường này á, thứ nhất là nó trục đường chính để ra sân bay và nó nằm ngay ngã tư. Một chiều nó nằm ngay ngã tư thì em nghĩ là cái điều kiện giao thông nó cũng thuận lợi. Bây giờ để tâm sự dễ dàng hơn thì bây giờ mình tạm thời mình dọn cái bàn nha. Anh ăn là anh thấy rất là ngon rồi, chút nữa anh ăn nữa. Tại vì gì nè quý vị, ếch ăn của em nó không có được đẹp lắm, cho nên em sợ trong lúc em ăn nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng cảm xúc của cái gì, cho nên cho phép em dọn qua đây em ngồi em trò chuyện, xong rồi cái chút nữa em qua off máy lại em ăn cho em thỏa nết của em nha quý vị. Em mở cái quán này ra vào cái đợt dịch em có nghĩ là em liều quá không? Khi người ta đứng thì em đi. Dạ. Cho nên là em quan niệm như vậy, khi người ta đang dừng thì mình phải đi. Thì như vậy mình mới đi trước được người ta. Em nhưng mà anh thấy cầu thủ á, thu nhập nó cũng khá là ổn. Dạ đúng. Không phải lo về bài toán kinh tế. Dạ. Nếu mà sống theo cái kiểu như vậy thì em sẽ đỡ vất vả hơn. Dạ. Thế tại sao em lại nghĩ đến cái chuyện phải mở quán? Mọi người đều thấy cầu thủ là khi mà đang đỉnh cao á, cái sự hào nhoáng, tiền bạc nó rủng rỉnh. Nhưng mà cầu thủ cái tuổi đời rất là ngắn. Và em chơi với rất nhiều anh em cựu cầu thủ. Cái tình trạng mà khủng hoảng kinh tế sau khi đá bóng rất là nhiều. Tại vì mình đang có một thu nhập rất là lớn, đùng một phát cắt ngang hết là mình không thu nhập gì được. Thì cái bị khủng hoảng đó, thì nhiều anh em bị rơi vào tình cảnh đó. Cho nên nói bây giờ mình vừa đá bóng, mình cũng có thời gian rảnh, là có nghĩa là tối lại thời gian rảnh thì mình cũng nằm ở phòng mình cũng suy nghĩ thôi, nên làm ăn để sau này nghỉ bóng đá mình vẫn tiếp tục cái công việc gì đó để mình kiếm tiền mình lo gia đình, tức là vẫn có nguồn thu vào khi mà mình giả từ sân cỏ, đúng không? Đúng rồi. Trước đó thì anh cũng biết Triều là một trong những gương mặt rất là sáng giá ở cái vị trí hậu vệ. Nhưng mà có thể nói là so với những cái người bạn của mình vào cái thời điểm đó thì có những người rất là tỏa sáng và cực kỳ nổi tiếng. Em có bao giờ cảm thấy chạnh lòng hoặc là cảm thấy mình hơi bị thua thiệt hơn những người khác? Nhìn vào anh em mà thành công á, mình gọi không chạnh lòng cũng đúng. Em chạnh lòng. Chạnh lòng một chút, nhưng mà cái điều trong lòng nhiều nhất là em vui. Thứ nhất mình tự hào một điều, mình từng chơi với những người này. Mình từng đá chung, mình từng tập chung những anh em rất là nổi tiếng, rất là hay như thế này. Đó thì mình vui, mình hạnh phúc. Thì cái chạnh lòng nó mất đi luôn. Đó là mình hạnh phúc cho bạn mình vui cho bạn mình. Em cũng không bao giờ suy nghĩ vấn đề là em không buồn quá lâu đâu. Em thấy vậy thì em vui lắm. Bạn em thì cũng hiểu tính em, nhưng mà tập cùng thời đá chung mà đây đâu phải ai cũng như được ai. Có những anh em còn không được chơi bóng cơ. Tập từ nhỏ đến lớn nhưng mà lớn không được chơi bóng thì nhưng mình nghĩ mình vẫn còn may mắn. Mình vẫn còn may mắn. Nhìn lên thì mình không bằng ta, nhưng mà nhìn xuống thì mình phải thấy hơn nhiều người, đúng không? Dạ. Cái ý tưởng mà làm cái món này á, đầu tiên là xuất phát từ ai? Từ em. Từ em hả? Em là một người rất là hảo món này. À. Dạ. Có một người ở Đà Nẵng nói thôi mở quán thử thử. Em mở thử. Nhưng mà lúc đó em cũng không có nói là quán, em không có nói gì hết. Em thấy mở thử nó ổn định quá, xong rồi nó thôi bây giờ qua Sài Gòn làm đi. Biết đâu được. Thường anh thấy á, cầu thủ thì luôn luôn phải tập trung thi đấu rất là nhiều. Thế tại sao em không nghĩ tới việc là khi mà mình bớt thi đấu lại thì mình mở quán thì nó sẽ phù hợp để mình dành thời gian nhiều hơn? Cái này gọi như là một cái nghề tay trái của mình thôi. Nghề nghiệp chính của mình vẫn là cầu thủ. Em đang rất là cân bằng việc giữa là kinh doanh và đá bóng. Và may mắn là em được phía sau có sự hậu thuẫn của vợ, của anh em gia đình. Vợ hả? Lấy chưa?
Dạ, tháng 12 là đám cưới. Trời ơi, những gì dễ sợ chưa? Tháng 12 mới đám cưới mà bây giờ xưng vợ rồi. Vợ em đâu rồi? Không có đang ở quán không? Dạ, vợ em vô mấy bữa nhưng bị sốt. Bây giờ ôi, thế là nặng. Vô thành phố Hồ Chí Minh làm gì em? Dạ, vô quay clip cưới của em. Trời ơi. Lâu lâu vô để kiểm tra quán và kiểm tra em vô coi em có ngoan không đúng không? Em thì ngoan sẵn rồi. có gọi điện được cho vợ không? À, vợ đang ở sân bay đúng không? Dạ, đang check-in. Chắc check-in xong em sẽ gọi. Ok. Thế thì nhân tiện hỏi luôn đi. Là hai vợ chồng cùng quê không? Dạ, cùng quê. Cùng quê luôn? Dạ. Rồi sao quen nhau? Thì cái đây 8 năm thì em có thấy hình vợ trên Facebook của một người bạn em á. Thì em bấm hỏi, ủa ai mà dễ thương quá vậy, thì người bạn kết nối thì em quen tới giờ. Bạn đó giới thiệu dẫn ra một gặp. Dạ. Em nghĩ là duyên thôi. Trong đầu em thì em cũng không nghĩ là vấn đề mình lấy vợ như thế nào. 8 năm hả? 8 năm trước. Nhưng bây giờ em là 26. Có nghĩa là năm 18 tuổi là em đã bắt đầu yêu. Dạ. Vậy là đây là tình yêu đầu tiên hả? Hay là vợ là người yêu đầu tiên luôn? Dạ. Em mới 18 tuổi là bị vợ em dụ em tới giờ. Trời ơi, quý vị nghe ổng nói chưa quý vị? 18 tuổi là bị vợ dụ, trong khi ổng rõ ràng ổng qua Facebook của người ta. Ổng quen người ta sao ổng bỏ bị dụ. Vợ em là người có ngoại hình đẹp. Đẹp đúng không? Trong mắt em là đẹp. Đẹp thì mình mới để ý trước. Xong khi mình nói chuyện thì mình thấy tính tốt rồi mọi thứ ok. Cho nó ăn ngon không em? Nó ăn ngon lắm, vợ nó ăn ngon. Cho nên vợ em đầu bếp mà. Vợ em đầu bếp. Vậy là em có một cái quán ở Đà Nẵng là do vợ quản lý hả? Dạ, vợ quản lý. Nhưng mà bây giờ hai vợ chồng cách xa như vậy. Em thì ở thành phố Hồ Chí Minh, vợ thì lại ở Đà Nẵng, rồi chưa kể em lại đi thi đấu nữa. Dạ. Có nghĩa là nếu như vậy thì một tháng hai vợ chồng gặp nhau không nhiều. Đa số một tuần gặp lần. Tuần gặp lần. Nếu mà em bận thì vợ bay vô, còn nếu mà em rảnh thì em bay về, bay ra liên tục. Dạ. Hôm nay vợ vào vợ bệnh quá chứ không là đáng lý là có mặt ở đây để mà dạ, đúng rồi. Trò chuyện đúng không? Dạ. Hồi nãy em nhìn có hình của Công Phượng ở dưới. Dạ đúng rồi, Công Phượng với em là hai anh em tập từ bé lớn lên tới bây giờ. Anh có được biết là tụi em là cái lứa đầu tiên của dạ. Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Dạ. Và cùng lớn lên đúng không? Dạ, đúng rồi. Cái quán này khi mà em mở thì Phượng có biết không? Khi em mở thì em nhắn tin cho Phượng, nó là ê bây giờ tao làm quán, chơi với tao không? Thì Phượng nói ok. Thì sau đó Phượng cổ đông quán này. Ồ thế cổ đông à? Dạ. Vậy là quán này có hai anh em cổ đông. Dạ. Mà hai anh em cũng chơi liều quá ha. Phượng kinh doanh từ lâu rồi anh. Phượng kinh doanh có quán cà phê. Hai cô quán cà phê. Không biết là anh có thể kết nối trò chuyện với Phượng được không? Dạ được. Có tiền không? Để em gọi. Ừ. Biết có chữ tục không đây? Cái gì chữ tục bỏ qua. Đang đâu á? Đừng chửi. Đang đâu á? Hả? Ờ, đáng ngoài đường hả? Lô. À, gì? Đáng nào ạ? Mày chưa về đội hả? Ờ, nói nè, đang quay chương trình Quán Lạ Thành Quen. Có MC Nguyên Kham bây giờ đang live, đang trực tiếp. Đang quay hình. Anh nói chuyện với nó. Anh đang quay với lại Triều cho nên là anh muốn hỏi Phượng vài câu được không? Có tiện không? Bây giờ đang ngồi đường, đang đi ngoài đường, đang dừng xe, tắp xe, vô để nói chuyện. Xíu nữa anh sẽ gọi điện lại sau nha. Ok. Ok. Tại vì là Phượng đi con xe Ducati á, nó rất là cao. Trong chương hôm tới. Alo, chào Phượng. Là một người bạn của Triều thì khi mà Triều có ý định mở quán này thì Phượng thấy làm sao? Cái lúc mà Triều mở thì em nghĩ đó cũng là một cái để mà Triều học hỏi kinh nghiệm cho cái sự nghiệp kinh doanh của mình. Ừ. Thì đó cũng là một với lại Triều bây giờ thì cũng thi đấu ở trong khu vực cà phê Đông này. Ừ. Với lại là cũng có anh chị hỗ trợ thì em nghĩ đó là một điều tốt để mà quyết định mở cái quán đó. Ừ. Chắc là Phượng cũng biết là để mở cái quán này thì Triều đã phải bán đi cái con xe mà mình yêu thích nhất, con xe cổ của mình đúng không? Dạ, thì em nghĩ là đó cũng là một, cũng không phải là một vấn đề gì lớn. Bởi vì khi mà mình kinh doanh thì chắc chắn mình sẽ học được rất nhiều từ đó. Ừ. Khi mà nếu mà học được nhiều điều từ đó thì cái cơ hội để mà sau này có thể mua được cái chục xe cổ đó thì quá là gì. Có nghĩa là tương lai mình mua nhiều hơn nếu như mà mình làm tốt đúng không ạ? À, cũng được biết là Phượng cũng là cổ đông của cái quán này. Thế thì không biết là với kinh nghiệm của một người mà cũng đã khởi nghiệp của nhiều quán cà phê thì Phượng đã đưa ra những cái lời khuyên hay là những cái định hướng gì để mà Triều có thể vận hành tốt cái nhà hàng này? Khi mà Phượng quyết định đó thì Phượng biết đó là cái món mà đặc sản quê hương của Triều. À. Cái món đó
mình đã thử nghiệm thì rất là ngon và phù hợp với những người, thứ nhất là những người miền Trung trong ngày, thứ hai là để cho những người ở trong ngày trải nghiệm được cái món ăn và thưởng thức những cái món ăn mà có thể tại Sài Gòn mà không nhất thiết phải đến cái vùng như Quảng Nam, Đà Nẵng chẳng hạn. Thì vẫn có thể thưởng thức ở Sài Gòn. Đó là một điều. Điều thứ hai là mình thấy tiềm năng ở đó rất lớn. Nên là mình nghĩ khi mà đầu tư vào đó thì đó cũng là một tiềm năng để mình có thể phát triển. Và cái định hướng của bên điều thì bởi vì khi mà mình làm nhà hàng thì đó là một cái ngành dịch vụ. Mà cái ngành dịch vụ thì bắt buộc là mình phải dịch vụ tốt thứ nhất. Thứ hai là đồ ăn phải thật sự ngon và sạch sẽ. Đó là điều mà để khách hàng khi mà tới đó là cái ấn tượng và họ có thể quay lại nhiều lần sau. Ok. Hiện tại bây giờ thì mình luôn để điều cái tinh tất cả bởi vì cái việc mà điều kiểm soát được cái vấn đề ở đó thì điều kiểm soát tốt hơn. Chẳng hạn như là món ăn chẳng hạn, hoặc là gia vị như nào. Mình chỉ biên cái điều là vấn đề là chẳng hạn như là quản lý nhân sự như nào thì với lại là phải làm như nào để khách hàng người ta quay lại nhiều hơn thì dịch vụ mình phải bắt buộc phải tốt cái điều đó. Nên là chắc chắn là thời gian tới sẽ cải thiện được. Vâng, rồi cảm ơn Phượng rất là nhiều. Thay mặt cho chương trình Quán Lạ Thành Quen thì xin chúc cho cả hai anh em ngày càng thành công trong cả vai trò của cầu thủ và cả vai trò của những người kinh doanh, những cái người khởi nghiệp cái công việc của mình nha. Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn Phượng. Vợ mới gọi, để gọi vợ. Vợ gọi vợ đi, ok. Giờ bay rồi, chuẩn bị lên máy bay luôn. Để vợ em sướng, ra máy bay check in xong đi luôn. Không chờ, không đợi ai. Xin dễ sợ. Anh biết từ gì không? Vợ già. Vợ già. Nó vô giá. Anh là hiểu lầm em. Anh nên vô giá. Vô giá mà. Anh nhìn nè, vô giá. Quý vị đọc xem quý vị nghe ra. Nếu mà lấy nhau sau lâu một thời gian thì chắc là người đây, ok. Anh chào em, anh là Nguyên Khang của chương trình Quán Lạ Thành Quen đây. Anh đang ở tiệm của hai vợ chồng em nè. Em khỏe chưa? Tình hình sức khỏe sao rồi? Dạ, em cũng khỏe. Giờ em phải bay về Đà Nẵng á. Anh ăn cái món bánh tráng thịt heo của em ngon dễ sợ nha. Cái mắm nêm ngon lắm đó em. Dạ, em cảm ơn. Khi mà em làm cái quán này mà phải là người đích thân pha chế những cái nguyên phụ liệu rồi chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh cho ông xã làm á, thì em có thấy vất vả không? Thì vất vả cũng phần nào thôi, nhưng mà vì anh Triệu á, anh muốn phát triển cái món ăn của quê hương á, nên là em với anh Triệu thì cũng phải đồng lòng để làm việc đó á. Nhưng mà bây giờ vậy nè, em lại quản lý một quán ở Đà Nẵng, rồi ông xã lại quản lý ở quán thành phố Hồ Chí Minh, rồi ông xã lại còn đi đấu bóng đá nữa, có nghĩa là cái thời gian bận rộn quá, không dành cho nhau nhiều mà lại còn sắp cưới nữa, thì em có cảm thấy thiệt thòi không em? Thiệt thòi thì cũng có, nhưng mà vấn đề là Triều phải bù đắp thôi. Anh bù đắp hả? Em muốn Triều làm điều gì? Bây giờ thì hai đứa còn trẻ nên em đều muốn hai đứa cố gắng. Bây giờ thì nhất thiết không phải là gần nhau anh, nhưng mà phấn đấu đến một năm sau đó hai đứa sẽ ở gần nhau. Nếu như giả sử một ngày nào đó nó phát triển mạnh thì liệu là em vào thành phố Hồ Chí Minh này sống hay là ông xã em sẽ ra Đà Nẵng sống? Hiện tại thì hai vợ chồng em đều muốn sống ở Đà Nẵng. Mà nếu như mà không có gì mà nói trước được anh nghĩa. Khi mà em mở cái quán này sau khi là làm á thì hai vợ chồng là đã lấy tiền tiết kiệm bỏ heo để mà mở quán hay là phải đi vay mượn nè? Không biết là anh Triều có bật mấy anh chưa, chứ anh Triều rất thích xe cổ, hay là anh Triều đã báo một chiếc xe để nhận tới món này á. Trời ơi, thiệt luôn á hả? Anh xin lỗi, anh có phiền nếu anh muốn hỏi là cái chiếc đó bán được nhiêu không em? Dạ, cái đó thì anh đang hỏi người. Rồi, anh ngồi ở đây anh thấy khách đến rất là đông nè. Bây giờ nếu như nhà giả sử mà anh Triều anh muốn mở thêm quán nữa thì ý em sao? Anh đòi bán thêm chiếc xe cổ nữa em chịu không? Giờ thì em nghe anh Triều anh muốn sao thì em chạy em chỉ tính mà. Em chịu anh Triều không chịu là em vậy đó. Ủa vậy anh Triều em muốn Triều như thế nào? Muốn gì được má. Muốn gì được đó hả? Ok. Rồi thôi anh cảm ơn nha. Anh chúc cho hai vợ chồng thật là thành công với cái mô hình này. Làm gì làm cũng giữ sức khỏe em nha. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Ông xã của em lưu em là vô giá ở trong điện thoại đó. Là vợ già đó. cảm ơn em rất là nhiều. Vâng, bye bye nha. Chuyến bay tốt lành. Dạ, em
Đó, quý vị thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Tôi chỉ cần hỏi hai ba câu thôi đó. Vô giá, trời ơi. Đang thích chơi xe cổ mà bán luôn chiếc xe vậy. Con xe đó, nó là con xe Ford Maverick đời 64, couple, là hai cửa. Ở Việt Nam đúng hai chiếc. Một chiếc xe hơi, xe hơi cổ. Xe đó là 1964, còn một chiếc còn lại là 1967. Thì xe là 1964, mà có hai cửa. Còn dòng Maverick mà bốn cửa thì nó nhiều. Thì lúc em mua em đồ lại thì em thích lắm. Mà lúc mà em làm quán này em cũng đắn đo lắm. Em kêu bây giờ mình bán chiếc này đi, nhưng mà sau mình mở quán này hay là mình làm có tiền á, chưa chắc mua là được. Chưa chắc mua là được. Em bán cho người quen hay bán cho người? Bán cho một người chơi một xe cổ em. Là cũng anh sorry là anh có thể hỏi được không? Tiền hay không tiền, chắc là chia sẻ được. Cái chiếc đó em bán bao nhiêu? Em bán 300 triệu. 300 triệu là lấy cái tiền đó để mở cái quán này. Dạ. Với lại có đủ không? Có đủ để mở quán? Dạ không. Mình em vay thêm, em vay bên ngoài nữa là Vậy thì bây giờ đã trả hết cái tiền vay chưa? Dạ chưa. Bây giờ nói chung là tiền vay thì mình trả từ từ, vay ngân hàng mình trả theo tháng, theo tháng thì mình trả luôn. Sao vậy? Sao không tìm một cái cách khác mà phải bán đi chiếc xe yêu thích của mình vậy? Em phải lo gia đình trước rồi em mới lo được cho em. Thì cho nên em nghĩ thôi, phải kiếm tiền để lo cho vợ, cho bố mẹ, lo cho vợ đi. Thì sau này dư giả bắt đầu mình quay lại đam mê của mình. Đam mê mình phải dành cho nó sau. Dạ. Khi em bán chiếc xe này thì vợ em nói gì? Vợ thì cũng biết là em buồn cho nên vợ cũng chia sẻ nhiều. Anh thấy vợ em rất là thông cảm luôn á. Tức là những gì mà em làm á, hầu như vợ em đều ủng hộ hết. Chưa bao giờ có một cái điều, anh có cảm nhận á, chưa có một cái điều gì mà vợ em chưa ủng hộ em cả. Dạ. Đúng không? Em và vợ em á, thì nguyên tắc vợ chồng giờ làm gì phải đồng lòng với nhau. Hai vợ chồng nắm tay nhau đi. Có thể thất bại, có thể thành công, điều đó mình không biết trước được. Nhưng mà điều thành công nhất của em là hai vợ chồng cùng nhau dắt tay nhau đi. Dạ. Hiện giờ thì ở quê của em là ba mẹ đang ở đó hay sao? Dạ, ba mẹ em đang ở quê. Ba em cũng làm bác sĩ mà. Cho nên ở quê thì thu nhập ba mẹ cũng ổn định. Bây giờ ở nhà thì cũng có nhà, có xe đầy đủ rồi. Thì bà dắt cho ông ngồi quê giống vui. Dạ, chứ ông bà không thích đi vô Sài Gòn sống hay đi Đà Nẵng sống. Tại em cũng người sống gia đình tình cảm á, cho nên là em cũng hay tâm sự bố mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã cho con ra đời. Cho con nuôi nắng con tới tận bây giờ. Thì giúp con được có nhiều cái tốt. Dạy dỗ con từ lúc bé đến trưởng thành như bây giờ. Thì biết cảm ơn ba mẹ thôi. Thế còn nói đề gì với vợ già em không? Cô giá của em thì em những câu nói mà em hay nói thì nói hết rồi. Nếu mà nói gì thì nói. Vợ em vẫn là người em thương. Trước khi thương vợ thì mình thương gia đình trước. Còn bây giờ là gia đình và vợ là vô một chung rồi. Cho nên là mình nói bây giờ thương cả gia đình luôn. Nhưng mà kiểu như đàn ông á, tối về nằm ngủ mình nghĩ chứ không, mình không có nói ra được. Nghĩa là mình ngủ thì nhiều khi vợ ngủ trước mình nằm sau thì mình nghĩ mình thấy người ta thương mình nhiều quá, bây giờ mình nên làm cái gì. Thì cho nên em cũng có rất nhiều cái dự định để làm cho vợ. Cảm ơn chương trình. Thưa quý vị, với chương trình Quán Lạ Thành Quen thì mỗi một người là một câu chuyện khác nhau. Với Đông Triệu, một chàng hậu vệ mang áo số 5 đã tính trước cho cái con đường của mình khi mà tương lai có thể sẽ giả từ sân cỏ, nhưng mà vẫn có được một cái thu nhập, vẫn có một cái nguồn đam mê. Dù rằng con đường phía trước thì còn khá là nhiều khó khăn, nhưng chắc chắn là với một người phụ nữ luôn hậu thuẫn, luôn sẵn sàng đồng tâm hiệp lực cùng với lại Triều, thì anh ấy sẽ vượt qua tất cả những cái khó khăn đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Quán Lạ Thành Quen, và rất mong sẽ được gặp lại quý vị vào tập phát sóng tiếp theo vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.